Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ của tác giả HNV nhé. Và hiện tại là chúng ta sẽ đi đến tập thứ 6, cũng đang là ở cuộc gọi thứ 3, trò chơi ma quỷ thứ 3. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Bọn họ đi lòng vòng quanh ngôi làng một lượt. Bây giờ sắp tới giờ cơm tối, nhà nào nhà nấy đều bốc ra cái mùi đồ ăn thơm nức mũi. Bụng Quý Đông sôi lên ùng ục. Không riêng gì hắn, tùy ý bên kia cũng đói tới mức đi không vững nữa. Quý Đông chặn vài người trên đường, hỏi họ xem có thấy cô gái lạ mặt nào xuất hiện đi ngang qua đây mấy hôm nay hay không. Nhưng mặt mũi của ai cũng vô cảm, không trả lời. Đến khi mặt trời xuống núi hẳn đi, ngoài đường không còn có một bóng người. Hai người bọn họ mới lục đục quay lại căn nhà của người phụ nữ kia. Quý Đông không có gì để trao đổi với người ta, nên đành ôm bụng đói nằm nhòi ra trên đống rơm. Hắn an ủi tùy ý: cho tới khi xong nhiệm vụ á, anh sẽ dắt cậu đi ăn hết các món ngon trên đời này. Đừng nói là món ngon, bây giờ có một tô mì gói đối với bọn họ cũng là thứ độ xa xỉ rồi. Hai người bọn họ trao đổi với nhau về những nghi ngờ của bản thân, sau đó vạch ra kế hoạch để mau chóng tìm được cô bé kia. Trò chơi chỉ giới hạn thời gian là 2 ngày, mà bây giờ 1 ngày đã sắp trôi qua rồi. Đêm xuống, tiếng gió luồn qua các khe núi, xuống lên từng tiếng kêu kinh dị. Ai mà không biết còn tưởng là tiếng quỷ tru. Qua một lát, mưa bắt đầu trút xuống rất nặng hạt. Quý Đông thầm nghĩ là còn may. May là hắn nhìn trời, đoán được thời tiết. Chứ cứ cố chấp mà lên đường, thì bây giờ hai người bọn họ thành hai con chuột lột rồi. Bỗng nhiên từ phía ngoài hành lang, có từng tiếng lộp cộp bước chân đi tới. Quý Đông nín thở nhìn ra. Một lát sau, có một cái đầu trũ trượi dữ tợn thò vào trong. Hắn suýt hét toáng lên, nhưng tùy ý bình tĩnh nói: nè, nhìn kỹ đây đi. Quá ra là người phụ nữ chủ nhà. Có vẻ như bà ta mới gội đầu xong nên xõa tóc ra, nhìn trũ trượi y như con ma. Bà ta bưng cái bát đựng 2 miếng bánh nướng bột mì đưa cho bọn họ. Quý Đông nhận lấy, rối rít cảm ơn, nhưng bà ta không nói gì cả, quay người bỏ đi thẳng. Đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh, Quý Đông chia một miếng bánh cho tùy ý. Ăn đi, không là không có sức đâu. Ngày mai lên đường sớm, e là nguyên một ngày mai cũng không có gì bỏ vô bụng đâu. Tùy ý miễn cưỡng cầm lấy cái bánh kia. Trong khi Quý Đông ăn ngon lành, thì cậu chỉ nhai vài miếng rồi trả lại. Bánh này khô quá, cậu nuốt không nổi. Quý Đông bĩu môi: chứ đúng là công tử nhà giàu mà. Ngoài trời mưa vẫn trả trích. Tùy ý nhắm mắt chuẩn bị ngủ đi, lại nghe Quý Đông nằm bên cạnh lên tiếng: chơi đủ chưa? Tùy ý mở mắt ra, chỉ thấy mắt Quý Đông sáng lên như 2 ngôi sao trong đêm tối. Hắn nói: tùy ý mà tôi quen biết, cậu ấy không kén ăn. Có bữa tôi nấu ra một mâm cơm, cái thì sống, cái thì cháy. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn ăn hết không một câu chê bai. Huống chi trong tình huống đói sắp chết như thế này, cậu ấy nhất định không chê đồ ăn đâu. Tùy ý hờ hững đáp: không kén ăn thì đâu phải là cái gì cũng ăn được. Tùy ý mà tôi biết, cậu ấy khá là nhát gan. Ban nãy bà chủ nhà đi vào, tôi còn sợ đến mức sắp hét lên, mà cậu lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Hơn nữa cậu ấy sẽ không hề đề xuất ở một mình trong lâu đài để tìm kiếm manh mối đâu. Tôi đoán em là cô bé Khánh An, có phải hay không? Khuôn mặt tùy ý cứng đờ đi. Bỗng nhiên cậu cười rộ lên. Trong chốc lát, gương mặt bỗng nhiên vặn vẹo, rồi dần dần nứt toát ra. Từ trong đó chui ra một cô bé có vóc dáng nhỏ bé, tầm khoảng 9-10 tuổi. Cô bé có khuôn mặt lanh lợi, cười tươi nói: anh trai, anh thiệt giỏi á. Sau đó dường như có một trận động đất xảy ra. Quý Đồng thấy bốn bề xung quanh mình đều như sắp sụp đổ đi. Hắn nắm lấy tay cô bé như muốn kéo cô chạy ra khỏi căn phòng chứa củi này, nhưng lại bị cô bé đẩy mạnh ra một cái. Không biết lơ lửng trong không trung bao lâu, lúc tỉnh dậy,
Hắn thấy mình nằm trên chính chiếc giường của mình, tùy ý và Mạnh Viễn đang ngồi bên cạnh. Mạnh Viễn thấy hắn mở mắt ra thì vui mừng nhào tới ôm lấy hắn, khóc lóc lên không ngừng. Trời, anh bất tỉnh hơn một ngày rồi đó. Em bảo đưa anh đi bệnh viện mà cái thằng nhỏ này nhất quyết không chịu. Anh coi, anh cho cái là dạng lòng lan giả sối này ở trong nhà làm cái gì chứ. Đồng thời lúc này cũng có tiếng chuông tin nhắn. Quý Đông mở ra xem, thấy nó báo hắn đã làm thành công, hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói vài lời trấn an Mạnh Viễn rồi đuổi y ra vậy, Quý Đông mới đem chuyện này kể cho Tùy Ý nghe. Cậu nói: sau lúc đó, khi cúp điện thoại xong thì anh rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tôi đoán anh lại lạc vào ảo cảnh nào đó. Nếu đêm nay anh không tỉnh lại thì tôi mới mang anh tới bệnh viện. Có điều những suy nghĩ của Khánh An thật giống với tôi. Tôi cũng đọc rất nhiều chuyện cổ tích và cũng biết rất nhiều dị bản. Xem ra ma quỷ hiểu rõ những người bên cạnh của anh thật. Chi tiết cái bánh nướng có lẽ chẳng qua vì Khánh An còn nhỏ nên hành động trẻ con một chút thôi. Nếu đổi lại là người trưởng thành diễn cái vai này thì chắc chắn anh không nhận ra đâu. Quý Đông gật gù. Chuyện này hắn xem như ăn may. Nếu như con bé kia không động đảnh như vậy thì e rằng hắn không thể vượt qua cửa ải lần này một cách dễ như vậy. Nghỉ ngơi sau một đêm, hôm sau Quý Đông mới gọi lại vào số điện thoại của nhà Khánh An. Người bắt máy là mẹ cô bé. Quý Đông hỏi thăm tình hình, chỉ nghe mẹ cô bé thở dài, kể vắn tắt câu chuyện ra. Ba mẹ Khánh An là một người cuồng công việc. Từ khi sinh cô bé ra thì để cô bé cho bà nội chăm sóc rồi đi làm suốt ngày. Bà nội cô bé là một người khá khắc nghiệt, chỉ thương cháu ngoại chứ không thương cháu nội. Nhưng vì cái món tiền khổng lồ mà ba mẹ của Khánh An gửi cho bà đều đều nên bà vẫn nhận chăm sóc cô bé. Đến khi ba mẹ cô bé phát hiện cô bé có những điểm bất thường thì lúc ấy cô đã 7 tuổi rồi. Lúc này hai người mới biết được bà nội không thương cháu như những gì bà thể hiện ra bên ngoài. Cô bé thường xuyên bị nhốt vào trong phòng kín, bị bỏ đói, bị dọa nạt. Mỗi ngày cô bé chỉ có thể làm bạn với mấy cuốn truyện cổ tích thôi. Bà nội dọa là nếu dám nói cho ba mẹ biết, bà sẽ đem cô vào rừng cho hổ ăn thịt đi. Nhìn bề ngoài cô bé rất thông minh lanh lợi, nhưng thực chất cô bé bị bệnh tâm thần khá nặng. Cô luôn cho rằng mình là nàng công chúa tóc mây. Cô luôn miệng nói rằng một ngày nào đó sẽ có hoàng tử đến cứu mình khỏi bà nội phù thủy kia. Cũng không biết bằng cách nào mà ma quỷ nghe được lời khẩn cầu của cô, nên Quý Đông mới thực hiện cái nhiệm vụ này. Mấy ngày sau, xuất phát từ sự tò mò và một chút lo lắng, Quý Đông lại gọi điện tới hỏi thăm tình hình của Khánh An. Mẹ cô bé nói rằng không hiểu vì sao mấy ngày nay cô ăn ngon ngủ kỹ, không bị mất ngủ về đêm nữa. Cô bé luôn miệng nói hoàng tử đã tìm thấy mình rồi, cô không cô đơn nữa. Quý Đông nghe xong liền biết là có lẽ thông qua ma quỷ cô đã thoát ra khỏi được cái bóng đen kia. Ma quỷ đôi khi còn tốt hơn cả con người. Mấy ngày sau đó đều không có gì đặc biệt xảy ra. Tùy Ý cũng đi biện biệt vài ngày liền, không thấy liên lạc. Quý Đông không biết cậu đã giải quyết xong cái chuyện với đám cô hồn kia chưa, trong lòng hơi lo lắng một chút. Hắn nghĩ lần này nếu cậu quay lại sẽ khuyên cậu đem tiền trả cho bọn chúng đi. Ngoan cố làm cái gì, tính mạng của mình vẫn là quan trọng nhất thôi. Hiện tại hai người xem như có thể coi là bạn bè của nhau, khuyên bảo vài câu chắc vẫn có thể chứ. Gác qua điều đó một bên, Quý Đông nghiêm túc nghĩ về chuyện của mình, về trò chơi ma quỷ. Hắn nghĩ có lẽ trò chơi sẽ có giới hạn. Hiện tại hắn đã vượt qua 3 lần, không biết phía sau còn bao nhiêu trò đang đợi hắn nữa. Quý Đông hoàn toàn mù mịt về cái vấn đề này. Lúc Quý Đông còn đang triền miên suy nghĩ thì điện thoại bỗng treo lên. Người gọi là Tùy Ý. Hắn bắt máy alo một tiếng,
đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người lạ. Alo, anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không? Đang đêm hôm, có một cuộc điện thoại kiểu như thế này làm cho Quý Đông hoảng sợ đứng bật dậy. À, phải, tôi là bạn cô ấy. À, bạn của anh uống sai quán của tôi. Điện thoại cô ấy gần đây á chỉ liên lạc với anh thôi, nên tôi mới gọi thử. Bây giờ anh có thể tới quán trụ Hoa Mai để đón cô ấy hay không? Quý Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng tùy ý bị ai đó đập chết mất xác rồi, nên mới có người gọi điện tới nhận diện chứ. Hắn đồng ý với người kia rồi cầm áo khoác ra khỏi nhà. Trên đường đi hắn suy nghĩ nhiều lắm. Đã 4-5 ngày hai người chưa gọi điện cho nhau, sao có thể liên lạc gần đây nhất được? Nói như vậy, chẳng có lẽ cậu ta không có bạn bè người thân gì thường xuyên liên lạc hay sao? Tới nơi, thấy cậu đang nằm bẹp dí ở góc một cái quầy bar. Lúc lật người cậu dậy thì chợt thấy trên đầu cậu quấn một miếng băng, khuôn mặt xanh tím dài chỗ. Có vẻ như gần đây cậu ấy có tham gia ẩu đả không nhẹ. Quý Đông thở dài đỡ Tùy Ý ra khỏi quán bar, đưa cậu trở về nhà. Cả đêm Tùy Ý trở dậy nôn mửa hai lần, Quý Đông phải bịt mũi bưng thau cho cậu. Đến gần sáng, cậu mới thật sự đi sâu vào giấc ngủ. Tỉnh lại thì đã 12 giờ trưa ngày hôm sau. Tùy Ý không hiểu sao mình lại nằm ngủ trong phòng của Quý Đông. Đầu cậu đau như bú bổ. Đến khi được tắm nước nóng xong thì mới thanh tỉnh được đôi chút. Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì Quý Đông cũng vừa về tới. Bị mắc mưa cho nên đầu tóc của hắn hơi ướt, quần áo cũng loang lổ những nước. Mặc dù lúc này mới là đang giữa trưa, nhưng thời tiết vào mùa mưa thì đâu có phân biệt sáng hay trưa. Trời muốn mưa lúc nào thì trút nước lúc đó thôi. Quý Đông bị nước mưa làm cho lạnh nên lao ngay vào trong phòng tắm xối nước nóng. Hắn tắm rất nhanh, tầm 5 phút là xong rồi. Lúc này Tùy Ý cũng đã xuống phòng bếp nấu mì ăn qua bữa. Khi Tùy Ý quay lại phòng ngủ thì Quý Đông đang hé cửa ban công ngồi ngắm mưa. Gió từ ngoài lùa vào khiến cho căn phòng có hương thơm tinh khiết của mưa. Tùy Ý nhàm chán cũng kéo ghế ra ngồi ngắm mưa một cách vô vị. Quý Đông liếc mắt nhìn khuôn mặt xanh xanh tím tím của cậu thì hỏi: "Đánh nhau ra gì?" Hắn tưởng Tùy Ý sẽ không trả lời, ai ngờ cậu nói: "Em trai." "Hơ, em trai hả?" Quý Đông ngạc nhiên. Hắn đã từng nghe bác sĩ Khả kể về em trai của cậu. Đó là người em cùng cha khác mẹ, là con của người vợ sau, thua cậu 1 tuổi. Từ nhỏ đã dành hết tình yêu thương của ba cậu. "Nhưng mà sao lại đánh nhau?" Lần này thì Tùy Ý không trả lời. "Ngày hôm qua là giỗ ông nội cậu. Ngày trước ông đối với cậu cũng lơ là, nhưng sau sự kiện cậu cầm dao đâm cha vượng, ông nhất quyết sang tên cho cậu một căn hộ ở trung tâm thành phố để tiện việc đi học. Sau đó ông ngẫm lại thấy cậu chúng là cháu của mình, lại là cháu đích tôn, cho nên chuyển nhượng cho cậu 5% cổ phần của công ty. Với chừng ấy cổ phần, chỉ cần công ty nhà họ không sụp đổ thì cậu ăn chơi nhảy múa tới cuối đời vẫn không lo đói khát. Ông nội lực bất tòng tâm, chỉ có thể cho cậu niêu cơm chứ không cho được cần câu cơm, bởi vì ba cậu mới là cổ đông lớn nhất. Ông nội từ lâu không còn nắm quyền điều hành trong công ty nữa, đã sang nhượng hết cho ba. Từ khi công ty rơi vào tay ba cậu thì mới phát triển trực trở được như vậy. Ông cũng không thể đổi cho cậu nhiều hơn." Ông nội là một chút tình cảm ít ỏi mà Tùy Ý cảm nhận được ở người thân. Cho nên ngày giỗ của ông hàng năm, không cần người lớn trong nhà gọi điện, cậu cũng sẽ tự giác quay về thắp nén nhang. Việc cậu đến rồi rời đi, năm nào cũng là đề tài cho họ hàng bàn tán. Năm nay cũng vậy. Nhưng năm nay có một số người thấy cậu chướng mắt, không muốn cậu tới lui nữa. Kể ra thì dài dòng, Bình An là em trai của Tùy Ý. Từ nhỏ được ba cưng như cưng trứng, được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất, tình yêu trọn vẹn nhất. Nhưng cho dù có được bồi dưỡng cỡ nào thì Bình An cũng không thừa hưởng được cái chỉ số IQ của ba cậu. Kỳ thi đại học năm ngoái, Bình An chỉ đủ điểm để xét tuyển vào một ngôi trường bình thường. Ba cậu phải nhét tiền nó chen chân được vào một trường hạng A. Việc này trong dòng họ ai cũng biết, Tùy Ý cũng chỉ tình cờ nghe được bọn họ bàn tán với nhau. Ba cậu là người làm ăn, vốn dĩ ban đầu ông cũng muốn để lại công ty cho Bình An,
nhưng năm nay nó đã 19 tuổi. Mặc dù ông dạy bảo truyền đạt cho nó rất nhiều thứ, nhưng người tinh lanh như ông nhìn vào đã thấy rõ đứa con trai này không có đầu óc kinh doanh, không nhạy bén như ông mong đợi. Trong khi đó, đứa con bị ông bỏ rơi thì lúc trước lại có những thành tích khiến cho ông phải đỏ mắt. Năm nay ông đã 50, sẽ để ai thừa kế cai quản công ty của mình? Sự nghiệp từ thời cha ông để lại tới tay ông thì phát triển đồ sộ như bây giờ. Ông không hy vọng nó lụi tàn trong tay con cái của mình, cho nên việc chọn người thừa kế rất là quan trọng. Đến tuổi này rồi, ông không còn cố chấp chuyện tình cảm nữa. Dù sao cũng là con của ông, cũng là người mang họ Nguyễn. Chỉ cần đứa nào có khả năng duy trì phát triển được công ty là được. Ông không muốn xé nhỏ cổ phần ra, bởi ông biết hai đứa con của ông không thích nhau. Nếu chia đều ra, có thể công ty này sẽ rơi vào tay của người ngoài. Cho nên việc thừa kế chỉ có thể trao cho một đứa duy nhất thôi. Hiện tại ông nắm trong tay 45% cổ phần, cổ đông thứ hai nắm 32%. Nếu ông xé nhỏ cổ phần ra, quyền kiểm soát công ty sẽ rơi vào tay người khác, công ty sẽ thuộc về người khác. Đây là điều ông tuyệt đối không cho phép xảy ra. Những trăn trở này của ông vô tình bị bà Nguyệt, vợ ông, mẹ của Bình An biết được. Tất nhiên bà không thể để chuyện này xảy ra. Mặc dù biết năng lực con mình có hạn, nhưng có chết bà cũng không chịu để cho tùy ý có thêm một chút nào cổ phần của công ty. Đối với bà, cậu có được 5% là quá đủ rồi. Hai vợ chồng cãi nhau một trận rất lớn. Ba cậu nghiêm túc nối tất cả tiền bạc, đồ cổ, bất động sản, két sắt ở Thụy Sĩ đều để lại cho mẹ con bà. Nhưng vấn đề công ty, nó lại là một phạm trù khác. Người kinh doanh, ai không muốn nhìn thấy sản nghiệp của mình ngày càng phát triển lên. Và ông cũng nói thêm, đây chỉ là dự định của ông thôi. Nếu tùy ý không làm tốt như ông mong muốn, không chắc chắn ông sẽ để lại cho cậu đâu. Nhưng một khi ông đã có ý định này, thì bà Nguyệt sẽ không bao giờ có thể lơ là để tùy ý có thể sống yên ổn. Bình An sau khi biết được dự định của cha thì tức giận lắm. Người cha 19 năm qua luôn yêu thương nó, bỗng nhiên không muốn để lại công ty cho nó. Giống dĩ mười mấy năm nay nó không coi tùy ý là người nhà, bây giờ khối tài sản này có khả năng rơi vào tay cậu, nó như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bởi vậy hôm qua lúc nhìn thấy tùy ý trong đám giỗ của ông nội, nó đi tới khiêu khích cậu. Tùy ý không muốn nhiều lời, liền giơ tay đấm nó. Hai bên đều sức trẻ, 19 đôi mươi, như hai con trâu điên lao vào nhau vậy. Nhưng dẫu sao Bình An cũng được bảo bọc từ nhỏ, cho nên chỉ hăng được vài phút đầu, sau đó bó tay chịu chết, bị tùy ý mặc sức mà đánh. Kết quả khi người nhà chạy tới can tra, thì Bình An đã bị đánh cho tơi tả, lung lay mấy cái răng, gãy một tay đi. Bà Nguyệt xót con khóc lên nức nở. Tuy nhiên trước mặt đông đúc họ hàng bên nội, bà không một lời oán trách tùy ý, chỉ tủi thân ôm con rồi nhờ người nhà gọi điện cho cứu thương. Trái lại khi ba cậu nhìn thấy tình cảnh này thì sốt ruột muốn phát điên. Dù sao thì Bình An cũng là đứa con ông chăm sóc từ bé tới lớn, tình cảm đương nhiên gấp tùy ý rất nhiều lần. Thấy đứa con yêu quý của mình nằm khổ sở dưới đất, ông ta giang tay cho tùy ý một cái tát. Đây là lần đầu tiên ông ta đánh cậu kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Chuyện này cũng không lạ, bởi vì cậu có lớn lên bên ông ấy đâu mà bị đánh với mắng chứ. Mặt tùy ý bị cái tát làm cho đau nhất, nhưng cái thật sự đau hơn là tim của cậu. Bị cha dượng đánh cũng không làm cậu bị tổn thương như thế này. Bà Nguyệt thấy chồng mình xuống tay đánh tùy ý, mặc dù trong lòng hơi thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người mẹ kế hiền diệu. Bà buông Bình An ra, chạy tới cầm lấy tay chồng rồi khuyên lên. Mình à, anh em trong nhà đánh nhau là chuyện thường thôi, con nó cũng không phải cố ý đâu, mình đừng có đánh con mà. Nhưng tùy ý không hề cảm kích mà còn nói, ai là con bà? Bà Hải Nguyệt, đối với tôi á, bà chỉ là thứ dè trách, là một con điếm chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà thôi. Ở đây làm gì có ai mà không biết, bà sinh nó ra khi ba mẹ tôi còn đang chung sống với nhau. Nếu bà thương tôi như vậy, sao còn chen chân vào gia đình của tôi? Đừng tưởng bà tỏ cái vẻ đáng thương nhân hậu đó
là người khác không biết bộ mặt thối nát của bà. Gia đình hạnh phúc hiện tại bà có chẳng qua cũng cướp được từ người khác mà thôi. Lần sau để tôi nhìn thấy nó, nhìn một lần tôi đánh một lần đó. Tuyết! Ba cậu hét lên. Những năm qua ông vẫn biết ông nợ đứa con này, nhưng ông không ngờ nó dám đứng trước bao nhiêu người nói ra chuyện xấu xa của ông. Mặt mũi ai mà không cần, con cái như thế này quá là láo toét rồi. Tùy ý nhìn khuôn mặt tức giận đến trung trung của bà Nguyệt và gương mặt phẫn nộ bừng bừng của ba cậu, vui vẻ rời đi. Mọi người ở phía sau lưng xem như không thấy màn xấu hổ vừa rồi, chờ xe đến đưa Bình An đi bệnh viện. Không một ai hỏi cậu xem cậu có bị làm sao hay không. Mặc dù đánh nhau thắng, nhưng cậu cũng lãnh mấy cú đấm, cũng đau lắm chứ. Nhưng chuyện này cậu không muốn kể cho Quý Đông làm gì, chẳng có gì hay ho. Hai người im lặng một lát, tiếng chuông điện thoại của Tùy Ý vang lên. Người gọi đến không có tên trong danh bạ, nhưng nhìn qua là cậu biết ai gọi. Cậu thản nhiên bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông vang lên. Chuyện hôm qua con nói lời hỗn hào chứ gì, dì đã rộng lượng bỏ qua. Nhưng con đánh em trai ra nông nổi như vậy, không định đi xin lỗi nó hay sao? Cơn xanh trên trán Tùy Ý nổi lên, cậu uất ức im lặng. Ba cậu nói tiếp. Cả hai đứa đều đã lớn cả rồi, đừng hành xử như trẻ con nữa. Con là anh lớn, bao dung em nó một chút không được sao? Chuyện ba cậu hôm nay gọi điện có lẽ là chủ ý của bà Nguyệt. Bà ta một mặt giả bộ độ lượng tha thứ cho cậu, nhưng một mặt muốn cậu cúi đầu trước con trai của bà ta, cho cậu biết đối với cha của cậu, người quan trọng hơn vẫn là con trai bà. Tùy Ý im lặng rất lâu, đến mức ba cậu tưởng rằng cậu cướp máy đi, thì bất chợt cậu nói. Ba. Từ năm 15 tuổi ấy, Tùy Ý chưa bao giờ gọi ông là ba, cho nên lúc này nghe được, ông sửng sốt không biết trả lời sao. Lại nghe cậu nói tiếp. Ba, thực ra hôm qua con cũng bị đánh rất là đau. Giọng điệu cậu hơi mang chút tủi thân. Quý Đông nghe những lời nói này thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Quá ra đứa nhỏ này không cứng rắn như vẻ bề ngoài, mà ở đầu dây bên kia ba cậu như hóa đá. Từ trước đến nay, bao nhiêu tốt đẹp ông đều dành cho đứa con thứ, đứa con mà ông nói là kết tinh của tình yêu. Còn Tùy Ý chỉ là một lần ngoài ý muốn có được. Nhưng mà sợi dây kết nối tình thân nó vi diệu lắm, rồi một lúc nào đó cũng sẽ biết là cả đời này không thể tách nhau ra. Ba cậu im lặng một hồi lâu rồi nói. Được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn có chuyện đám lưu manh kia, hôm trước bà đã giúp con thanh toán cho chúng rồi, không cần phải trốn nữa. Quay về nhà đi, sau này thiếu tiền cứ gọi cho bà. Sau đó ông lập tức cúp máy đi, như sợ chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa, ông sẽ bắt Bình An đi xin lỗi cậu vì làm em mà dám ra tay đánh anh. Ông cũng chẳng biết lý do vì sao Tùy Ý có trong tay 5% cổ phần, tiền vẫn gửi về tài khoản đều đều mỗi tháng, mà có vài cây vàng cũng không trả cho người ta, để bọn chúng tìm tới tận công ty của ông. Tùy Ý ném nắm chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt từ tuổi thân dần bình tĩnh trở lại. Quý Đông lờ mờ đoán được giữa cậu và gia đình có chút xíu căng thẳng khó hòa giải. Hắn đốt một điếu thuốc rồi nói. Thứ quý giá nhất chính là tình cảm gia đình ruột thịt. Có chối bỏ được trước mắt cũng không chối bỏ được cả đời. Tôi thà chẳng có người thân, chẳng thà sinh ra đã bị vứt bỏ. Ít nhất thì tôi sẽ không phải ngại đêm trằn trọc suy nghĩ về việc mình làm sai điều gì để bị ghét bỏ như vậy. Cậu dừng lại, trích một hơi thuốc lá rồi nói tiếp. Tôi đã từng dùng dao đâm cha dượng của mình. Anh biết không, cảm giác lúc đó của tôi chính là giải thoát. Tôi không ân hận về hành động của mình một chút nào hết.
mà mấy người sở cảnh sát nói tôi có tiềm năng phạm pháp. Mấy năm qua tôi rốt cuộc không biết mình là hạng người gì hết. Tôi có phải là đứa không có trái tim như người ta nói hay không? Họ đồn đoán con dao tôi để dưới gối là hành vi chứng minh tôi muốn giết lão từ lâu rồi. Nhưng mà thật sự là tôi sợ bóng tối. Tôi sợ cảm giác ngủ một mình, nên mới để con dao dưới gối cho yên tâm. Quả thật trước lúc đó tôi không hề nghĩ sẽ giết đâu. Lần đầu tiên tùy ý chịu trải lòng mình ra, Quý Đồng muốn vươn tay xoa đầu cậu như dỗ một đứa con nít. Sau đó lại sợ cậu khó chịu nên rụt tay về. Tùy ý rít thêm một hơi thuốc lá. Khi nào mà anh tự tay đâm một người đi, anh mới hiểu cảm giác của tôi. Không khí ngưng động trong mấy giây ngắn ngủi. Đột nhiên tùy ý nghe Quý Đồng nói: tôi đã từng đâm cha nuôi của mình, khác với cha dưỡng cậu. Cha nuôi tôi chết thật. Tùy ý mở lớn hai mắt nhìn Quý Đồng. Hắn thoải mái ngồi tựa toàn bộ cơ thể vào lưng ghế, hai mắt xa xăm kể lại câu chuyện đời mình. Quý Đồng từ khi có ý thức đã không biết cha mẹ mình là ai. Hắn lang thang xin ăn ở đầu đường xó chợ, một thân một mình không ai quan tâm. Mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn. Ban ngày thì quanh quẩn ở mấy cái quán ăn, ai cho cái gì ăn cái nấy. Ban đêm thì trú dưới gầm cầu hoặc dưới một cái mái hiên nhà người ta. Mùa nắng còn đỡ, đến mùa mưa thì ôi thôi, lúc nào người ngộm cũng ướt nhẹp. Trẻ con thì hay ốm vặt, Quý Đồng cũng vậy thôi. Mỗi lần bị bệnh, hắn đều nằm ly bị dưới gầm cầu, nằm chừng 2-3 ngày thì mới tỉnh. Nhưng đúng là mạng của hắn dai như cỏ dại, bị mưa gió vật như thế nào cũng không chết được. Cho tới một ngày kia, cuộc đời của hắn bước sang một trang khác, khi được một người đàn ông đem về nuôi. Người đó bảo hắn gọi ông ta là cha nuôi. Quý Đồng mừng lắm, rốt cuộc hắn cũng có cha, cũng có anh chị em. Người cha nuôi này của hắn có một căn nhà khá rộng ở vùng ngoại thành. Ngoài hắn ra thì ông ta còn nuôi thêm mười mấy người anh chị em khác nữa. Hoàn cảnh mỗi đứa trẻ đều có lẽ đều giống nhau. Phần lớn đều bị cha mẹ bỏ rơi, chỉ có số ít là trẻ lạc thôi. Trong đám trẻ lạc ấy có Mạnh Viễn. Mạnh Viễn lúc đó còn rất nhỏ, tầm 4 tuổi, mà Quý Đồng thì đã lên 7. Mỗi lần Viễn bị bắt nạt, Quý Đồng đều đứng ra bảo vệ cho nó. Cho nên Mạnh Viễn từ đó dính Quý Đồng như một cái đuôi. Mặc dù người cha nuôi này rất xa cách, không ôm ấp con cái như những bậc cha mẹ mà Quý Đồng nhìn thấy ở ngoài đời thường, nhưng có được một mái nhà để che nắng che mưa đối với Quý Đồng đã đủ rồi. Cha nuôi là một người đàn ông có vẻ ngoài bậm trợn, nhìn rất hung dữ. Trên tai và trên lưng xăm kín hình cá chép vượt lông môn và cả quan công. Ông ta dạy cho nhóm Quý Đồng rất nhiều thứ, trong đó đều là lừa gạt, trộm cắp, móc túi. Từ trước tới nay Quý Đồng chỉ đi ăn xin, chủ yếu là xin xỏ đồ ăn với quần áo, chứ ít khi xin tiền. Mặc dù hắn biết tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng mỗi khi có tiền trong tay thì thế nào cũng bị đám trẻ lớn hơn trấn lột. Cho nên thứ hắn ưu tiên xin trước vẫn là đồ ăn. Nhưng từ khi ở dưới trướng cha nuôi, bọn hắn không còn sợ bị người ngoài trấn lột nữa. Đây là quy tắc của giới giang hồ lúc đó. Số tiền xin được hay móc túi được, tới cuối ngày sẽ đưa hết cho cha nuôi. Đứa nào không xin được thì sẽ bị phạt không được vào trong nhà để ngủ. Vào mùa mưa mà phải ngủ bên ngoài thì đúng là thảm lắm. Chính là làm đồ ăn cho muỗi. Quý Đồng từng ngủ dưới gầm cầu mấy năm, nên hắn rất sợ ngủ bên ngoài. Lúc nào cũng nỗ lực đem đủ tiền về cho cha nuôi. Hắn là đứa lanh lẹ, cho nên cha nuôi thích hắn lắm, thường xuyên để hắn cai quản đám nhóc. Quý Đồng lớn lên trong bụng lầy, không được đi học tử tế, nào phân biệt được đúng hay sai. Những gì hắn làm đều nghe theo lời cha nuôi mà thôi, giống như những đứa trẻ khác luôn tin lời cha mẹ của chúng. Sau này băng nhóm của cha nuôi phát triển mạnh, chiếm lấy một vùng lớn địa bàn. Mấy băng nhóm kia ngứa mắt tìm tới gây sự. Có lần Quý Đồng đang dắt Mạnh Viễn đi xin ăn thì bị hai tên lớn xác tầm 11-12 tuổi chặn đường. Xin xỏ trộm cắp cả ngày, trong người chỉ có một ít tiền. Nếu bây giờ mà bị trấn lột thì tối nay bị ngủ ngoài đường mất. Vì vậy Quý Đồng kéo Mạnh Viễn bỏ chạy đi.
Có điều chân hai người kia rất dài, chẳng mấy chốc tóm được bọn Quý Đông. Bọn chúng lao vào muốn đánh hắn. Quý Đông người nhỏ nhưng sức lớn, vung tay đánh trả. Kết quả đánh nhau một hồi lâu, tuy bảo vệ được tiền nhưng trên người không ít vết thương. Mà hai tên to đầu kia cũng lết xác vậy, từ đó không dám tìm Quý Đông gây chuyện nữa. Không sợ đứa to xác, chỉ sợ đứa lì đòn. Đi theo con đường này, gia chạm đánh nhau không phải hiếm. Chẳng mấy chốc tên tuổi của Quý Đông vang xa. Dần dần lớn lên, Quý Đông nhận ra những công việc cha nuôi bắt mình làm là phạm pháp. Có rất nhiều người bị vào tù rồi. Đối với giới này, sau khi ra tù được xem như là có chiến tích để cho người ta nể sợ. Nhưng khi nghe họ kể những ngày tháng trong tù phải trải qua như thế nào, Quý Đông chợt trùng mình kinh hãi. Cai tù sẽ mặc kệ cho bọn họ cấu xé nhau. Dù sao bọn họ cũng là thứ cặn bã của xã hội, sống chết không ai thèm quan tâm. Một ngày nọ đang ăn cơm thì bỗng nhiên có cô bé tên là Oanh bỗng dưng bậm miệng chạy ra sân nôn thốc nôn tháo. Ngày hôm sau, nghe mấy cô bé cùng nhà trĩ tai nhau rằng Oanh có thai. Lúc đó Quý Đông đã 12 tuổi, thường ngày lê la với một đám lưu manh nên cũng mở mang được chút kiến thức sinh lý. Chuyện đàn bà con gái có thai là chuyện quá hiển nhiên. Nhưng Oanh mới 14 tuổi thôi, sao lại có thai sớm như vậy? Hắn còn chưa thấy Oanh yêu đương qua lại với ai mà. Sau đó vài ngày, Quý Đông để ý thấy Oanh nằm liệt giường không ra ngoài. Căn buồng cô nằm nồng mùi tanh giống như là mùi máu vậy. Sau đó Quý Đông biết được là Oanh đã sảy thai. Có một ngày Quý Đông bị mệt nên tới trưa đã về nhà. Đoạn đường từ ngoại thành vào tới thành phố, mỗi lần đi xe buýt cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ. Nên chỉ khi nào bị bệnh hay bị thương thì bọn hắn mới quay về nhà sớm thôi. Hôm nay cũng bất đắc dĩ Quý Đông mới mò về. Bởi vì nếu về mà không có tiền trong tay, thế nào cũng bị cha nuôi mắng chửi. Vừa vào tới cổng, Quý Đông bỗng nghe tiếng hét chói tai từ trong phòng ngủ của cha nuôi. Sau đó là tiếng vật lộn, rồi tiếng tông cửa chạy ra. Khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì có bóng người chạy vụt ra. Tiếp sau đó hắn thấy cha nuôi đuổi theo. Bóng người đó là Dung Anh, một trong số các chị em nuôi của hắn. Cô bé không mặc quần, áo thì bị cởi ra vài cúc, tóc tai bù xù. Nhìn trạng thái nó rất là hoảng hốt. Nhìn thấy Quý Đông, nó như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội đứng nấp phía sau lưng hắn, nước mắt chảy dài, nhìn hoảng loạn vô cùng. Quý Đông lúc này đang mệt mỏi trong người, nhìn thấy tình cảnh này thì tự dưng thấy tỉnh táo đôi chút. Hắn hỏi, có chuyện gì? Dung Anh không nói được thành lời. Lão cha nuôi mặt mày tức tối nói, không có chuyện gì, nó không nghe lời nên bị phạt một chút thôi. Qua đây. Lão quay qua quát lớn. Dung Anh bấu chặt vào tai Quý Đông, bày tỏ rằng mình sẽ không qua đó. Cô bé nói nhỏ vào tai Quý Đông, cha nuôi muốn cưỡng bức tao. Quý Đông trợn mắt kinh ngạc. Chuyện cưỡng bức hắn từng nghe đám lưu manh lớn ở trong thành phố nói qua, nhưng không biết nó là như thế nào. Chỉ biết đây là một hành động bị đám anh chị rất ghét. Bọn họ có ăn cắp ăn trộm, giết người cướp của, nhưng rất khinh thường hành vi cưỡng bức hiếp đáp phụ nữ. Huống chi là một bé gái mới 12-13 tuổi, chưa phát dục nữa. Quý Đông che Dung Anh sau lưng rồi nói, để đánh nó sau đi. Ban nãy con gặp đàn em của lão Hai Vẹo trên xe buýt á, anh ta nhắc con gọi ba sang có việc á. Nghe tới Hai Vẹo, cha nuôi hừ một tiếng, lườm lườm Dung Anh, rồi vào nhà lấy áo mặc, sau đó lên xe đi sang nhà lão ta. Hai Vẹo là đại ca của cha nuôi rất sợ lão. Cha nuôi đi rồi, Dung Anh mới dám vào nhà lấy quần áo mặc vào cho tử tế. Quý Đông đi tới hộp thuốc, lấy hai viên thuốc hạ sốt uống. Nhà đông trẻ con nên lúc nào cũng có thuốc hạ sốt, chẳng phải cho cha nuôi thuốc lành cái gì, mà do lão sợ đám trẻ lâu khỏi bệnh không đi xin tiền về được thôi. Uống thuốc xong thì Quý Đông chìm vào giấc ngủ mê man. Trong cơn mê, hắn cảm giác Dung Anh ngồi bên giường không rời đi. Có lẽ cô bé sợ đi ra ngoài sẽ đụng mặt cha nuôi. Tới chiều Quý Đông mới tỉnh lại, thuốc phát huy tác dụng, mồ hôi cũng đã ra hết, cho nên cơn chóng mặt giảm thiểu đi nhiều rồi. Lúc này hắn mới có tâm trạng để mà hỏi Dung Anh chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra trong khoảng thời gian qua, cha nuôi đã lạm dụng tình dục của không ít bé gái ở đây. Chuyện này chỉ có mấy cô bé nói cho nhau nghe, đám con trai không hề hay biết chuyện này. Dạo trước Oanh mang thai cũng là thai của cha nuôi. Sau đó cha nuôi cho Oanh uống thuốc gì đó khiến cho cô sảy thai, phải nằm trên giường một tuần lễ máu mới ngừng chảy ra. Nhưng cũng từ đó sức khỏe của Oanh yếu hẳn đi. Mới 14 tuổi mà sợ gió sợ lạnh y như bà già. Hôm nay cha nuôi bảo chung anh ở nhà chờ ông phân việc khác cho làm. Được mấy người trước nói lại rồi nên nó đã có sự đề phòng. Nhưng đám nhóc ở đây không hiểu gì sao, luôn xem cha nuôi là người tối cao. Cha nuôi nói cái gì cũng không dám phản kháng. Dung Anh ban đầu nghĩ thôi, mình cứ nghe theo lời cha nuôi vậy. Nghe nói xong việc còn có bánh kem để ăn nè. Nhưng khi bị lão đè ra giường, nó mới thực sự hoảng sợ, cố sức mà phản kháng. Hiện tại nó biết bây giờ cha nuôi rất ghét mình. Quý Đông nghe xong cũng không biết phải nên làm gì. Bọn nó đều xem cha nuôi là ân nhân, là người ban cho mình một mái nhà. Mặc dù thường ngày ông ta rất nghiêm khắc hay phạt bọn nó, nhưng chính ông ta là người thu nhận tụi nó vậy. Quý Đông mặc dù muốn giúp các cô bé, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Hắn đem chuyện này kể với mấy đứa con trai khác trong nhà. Đám kia đứa thì sợ uy quyền của cha nuôi, nên bày tỏ rằng mình sẽ đứng ngoài chuyện. Có vài đứa phẫn nộ, nhưng lá gan nhỏ không dám hó hé gì. Cũng không thể trách chúng nó được. Một đám con nít, chưa đứa nào qua tuổi 17 mà. Bị cha nuôi chấn chỉnh từ nhỏ tới lớn, làm sao dám đứng lên nói cái gì chứ. Bọn nó không có cách nào khác là dặn đám con gái đừng có ở nhà một mình. Tuy nhiên đây không phải là cách. Thỉnh thoảng Quý Đông vẫn bắt gặp một hai đứa ngồi sau hiên nhà khóc trống trước lên. Sự căm ghét cha nuôi cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó. Sau đó cha nuôi học người ta thối chơi bời khác, không những giao cấu với bé gái mà cha nuôi bắt đầu để ý sợ mó cả đám con trai. Trong đám con trai thì Mạnh Viễn là đứa xinh xắn nhất. Cho dù có giăng nắng giăng gió, nó vẫn trắng trẻo nhất trong đám, còn trắng hơn cả mấy chị con gái. Mạnh Viễn hay phàn nàn với Quý Đông là dạo gần đây nó hay bị cha nuôi sợ mông. Năm đó Mạnh Viễn mới 11 tuổi thôi. Đến một ngày cả đám phát hiện trong nhà thiếu mất một người, là thằng Tí Ngốc. Nói nó ngốc thì tội nghiệp, nhưng trí não của nó không phát triển giống như người bình thường. Năm nay 14 tuổi, nhưng tư duy không khác gì đứa trẻ 6 tuổi cả. Có điều vẻ ngoài của nó xem như khá đẹp mắt. Khi nó cười lên, hai khóe mắt cong cong, hàm răng trắng tinh trực trở. Mỗi ngày về nhà nó líu lo kể chuyện, cũng vui vẻ thật sự, làm cho người ta tinh thần phấn chấn lắm. Có đứa nói với cha nuôi, là cha nuôi nói hôm nay nó được ba mẹ đến đón đi rồi. Đối với đám trẻ tụi nó, đứa nào đi lạc cũng mong ngóng được một ngày ba mẹ đến tìm về. Đứa mồ côi thì cũng hy vọng có người tốt bụng nhận mình về nuôi, cho ăn học tử tế. Nghe cha nuôi nói xong, tụi nó vừa ganh tị vừa vui mừng cho Tí Ngốc. Phòng của Quý Đông là một cái phòng trống hoắc. Cuối phòng chỉ có hai cái thùng cạc tông đựng quần áo. Khi nào ngủ thì trải chiếu ra, rồi 6-7 đứa trẻ dàn hàng ngang ngủ. Lúc Quý Đông đang thiêu thiêu thì có người lay cánh tay. Hắn mở mắt ra thấy người lay mình là thằng Năm Né. Ánh mắt của nó trong đêm tối rất phức tạp. Quý Đông lảo bảo: "Hả? Làm cái chó gì mà không ngủ đi?" "Năm à, thằng Tí Ngốc chết rồi." Quý Đông nghe như tiếng sét đánh bên tai, ngồi bật dậy, cố hạ thấp âm thanh, giọng nói như nghiến răng: "Mày nói cái gì?" Thằng Năm Né thuật lại câu chuyện. Hôm nay đến phiên nó dắt thằng Tí Ngốc đi xin ăn. Bình thường mấy đứa bọn nó hoạt động hai nghề, xin ăn và móc túi song song. Nhưng đứa nào đi với Tí Ngốc thì cũng chỉ xin ăn. Đầu óc thằng nhóc không tốt, nếu móc túi mà bị bắt, thế nào nó cũng khai ra hết. Nhưng nó dắt Tí Ngốc ra khỏi nhà thì cha nuôi bảo Tí Ngốc ở nhà có việc. Thằng Năm Né ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng khi đang đợi xe buýt thì nó bị đau bụng nên phải quay lại. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của cha nuôi, nó nghe tiếng khóc của thằng Tí Ngốc. Nó tò mò nhìn qua khe cửa, thấy thằng Tí Ngốc bị cha nuôi cưỡng bức.
Nó sợ tới mức chân tay run rẩy. Sau đó nó chạy ra khỏi nhà, nhưng không yên tâm lắm. Nó ngồi trong cái bụi cỏ gần đó để rình. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, lúc nó chán nản chuẩn bị đứng lên quay người đi thì thấy cửa sau mở ra. Cha nuôi mang theo một cái xẻng, ông ta lay quay đào một cái hố. Thằng Năm né ngồi ngay gần đó, không dám đứng lên vì sợ bị phát hiện. Một lát sau, án chừng đã đào được độ sâu vừa đủ. Cha nuôi vào trong nhà kiêng một thứ ra. Ông ta không lấy gì bọc lại, nên thằng Năm né thấy rõ người ông ta kiêng là thằng Tí Ngốc. Thân thể của nó trần trụi, trên người toàn là dấu vết xanh xanh tím tím, phía bên dưới còn dính đầy máu, nhìn qua rất là thảm. Thằng Năm né phải cắn chặt bàn tay để khỏi hét lên. Nó thấy cha nuôi thảy thằng Tí Ngốc xuống cái hố rồi lắp lại. Xong xuôi, ông đi vào trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc chứng kiến cái chuyện đó đến bây giờ, nó luôn trong trạng thái căng thẳng, không xin xỏ được gì. Ban nãy được Dung Anh chia cho ít tiền nên nó mới có đủ chỉ tiêu nộp cho cha nuôi. Hiện tại nối với Quý Đông xong, nó giống như được giải tỏa một phần áp lực. Quý Đông đưa mắt nhìn đám nhóc đang ngủ say trên nền nhà. Chắc chắn tụi nó không biết mình đang chung sống với một tên ác quỷ. Sở dĩ Năm né nối với Quý Đông là vì suốt mấy năm nay Quý Đông rất tra dáng đàn anh, luôn chăm sóc bảo vệ cho em út. Tuy hắn không phải người lớn tuổi nhất, nhưng ai cũng phải gọi hắn bằng một tiếng anh Đông. Hắn quả thực có tiếng nói trong nhà lắm. Hơn nữa cha nuôi hiện tại cũng phải kiêng nể hắn một chút. Tuy mới 14 tuổi, nhưng cơ thể của hắn phát triển rất nhanh, chớp mắt đã cao bằng cha nuôi rồi. Hơn nữa hắn đánh nhau không tệ. Mấy năm nay cha nuôi không còn dùng đòn trôi phạt hắn nữa. Để chứng minh lời nói của Năm né có đúng sự thật hay không, Quý Đồng theo nó đi ra vườn. Ngay cái vị trí mà nó nói, đúng là mặt đất xốp, giống như có người vừa mới đào bới không lâu. Quý Đồng lấy cái xẻng ở bên cạnh đào đào mấy cái. Cha nuôi đào rất là nông, cho nên chỉ một lát sau đã đào tới cái xác rồi. Quý Đồng lấy tay cào cào mấy cái, dưới ánh trăng hiện lên nét mặt bầm tím vặn vẹo đáng sợ của Tí Ngốc. Thằng Năm né ngã ngửa ra phía sau, giơ tay bụm miệng khóc lên trưng trức. Dù sao sống chung với nhau lâu như vậy, nói không có tình cảm thì là nói dối. Quý Đồng nuốt nước miếng nhìn thằng Tí Ngốc một lát rồi lắp đất lại. Mấy ngày liền Quý Đông đều suy nghĩ phải làm như thế nào để giải quyết vấn đề này. Lúc mới được cha nuôi đón về, hắn rất cảm kích ông ta, xem ông ta như cha ruột mà đối đãi. Nhưng ngày này sang tháng nọ, hắn nhận ra ông ta là một con quỷ đội lốt người. Không biết phía sau ông ta còn làm những việc gì đáng sợ nữa. Không biết sau khu vườn này rốt cuộc có bao nhiêu cái xác. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn quyết định tập hợp đám nhóc lại dưới gầm cầu, kể một loạt tội ác của tên cha nuôi ra, cho hỏi ý kiến bọn nhóc xem có muốn chạy trốn hay không. Bọn nó chỉ có đường trốn chứ nào có dám báo cảnh sát. Bởi vì bọn nó cũng là đám trẻ lưu manh, chuyên lừa đảo móc túi. Bọn nó sợ phải ngồi tù. Nghe nói ai vào trong đó khi trở ra đều không còn hình dạng con người nữa. Đám nhóc chịu áp bức lâu ngày, cho nên đều nhất trí phương án bỏ trốn. Kế hoạch xong xuôi, bọn nhóc sẽ chia nhau ra, mỗi đứa đón xe buýt đi một nơi, cách xa nơi này. Bởi vì nếu để cha nuôi tìm thấy, hậu quả rất là khó lường. Đến ngày bỏ trốn, đám nhóc bình thường rời khỏi nhà đi hành nghề từ lúc 7 giờ sáng. Để cha nuôi không nghi ngờ, bọn nó không mang theo một thứ gì cả. Theo hẹn, bọn nó tập trung tại gầm một cái cầu trong thành phố. Sau khi kiểm kê số lượng, Quý Đồng kêu lên: "Thằng Biển đâu?" Đám nhóc ngơ ngác nhìn nhau. Hôm nay tâm trạng Quý Đông khá khẩn trương, nên quên mất cái đuôi thường ngày vẫn dính lấy mình không thấy đâu. Một đứa trong đám nói: "Hồi sáng em có gọi nó dậy, nhưng mà nó nói là 5 phút nữa, sau đó cái em quên mất tiêu." Hôm qua Mạnh Viễn lo lắng tới mức mất ngủ đi. Một giờ sáng còn trằn trọc, nên hôm nay nó dậy không nổi. Thân thể trẻ con rất ham ngủ. Quý Đông chửi tục một câu rồi nói: "Được rồi, bây giờ tụi bay cứ theo kế hoạch đón xe buýt đi đi. Có đủ tiền trong người chưa?" Đám nhóc gật đầu. Từ ngày biết phải bỏ trốn
tụi nó đều lén giấu bớt tiền đi. Hiện tại không nhiều, nhưng đủ để rời khỏi nơi đây. Ở chung với nhau nhiều năm, bây giờ chia tay đồng nghĩa với việc cả đời này khó gặp lại. Ai cũng có chút bệnh trịnh. Đám trẻ bùi đời bắt đầu hốc mắt đỏ bừng, ôm lấy nhau lần cuối. Đối mặt với tình cảnh này, sống mũi của Quý Đông cũng có chút cay cay. Hắn nói như Văn Mẫu vậy. Tao chúc tụi mày tìm được một cuộc sống tốt hơn. Sau này có gặp lại, đừng chối bỏ anh em là được. Có đứa òa khóc lên. Vài đứa đi tới ôm chặt lấy Quý Đông. Buổi chia tay tưởng là vui vẻ trời đi, nhưng cuối cùng đứa nào đứa nấy một mặt nước mắt. Khi đám nhóc lục tục kéo nhau đi gần hết, Dung Anh đi lại gần Quý Đông. Anh Đông, còn thằng Viễn thì tính sao? Dung Anh nhiều hơn Quý Đông 1 tuổi, nhưng từ cái sự kiện cưỡng bức kia, được Quý Đông che chở nên cô bé gọi hắn bằng anh. Mạnh Viễn vứt ra ngoài xã hội sinh tồn rất là kém. Nó là người mà Quý Đông không an tâm nhất, cho nên khi quyết định bỏ trốn, nó xin đi theo. Hắn đã đồng ý dắt theo nó. Hắn nói không sao, bây giờ anh về đón nó. Dung Anh suy nghĩ một lát rồi nó nói, lỡ mai lúc anh quay về thì nó đã lên xe rồi thì sao? Em tính như thế này nè, bây giờ anh về đi, còn em ngồi chờ ở đây. Nếu mà nó tới á thì em bảo nó ở lại chờ anh, tránh đi lung tung rồi lạc nhau. Được đó. Nhưng hôm đó Dung Anh chờ tới tối mịt, vẫn không thấy Quý Đông và Mạnh Viễn quay lại. Cho đến sau này cô bé vẫn không biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quý Đông bắt xe buýt quay ngược về nhà. Hắn nghĩ nếu cha nuôi hỏi tại sao quay về thì cứ nói dối là bị ốm, sau đó chờ tới lúc cha nuôi không có nhà thì rời đi cũng được. Hắn biết rõ cha nuôi của hắn không bao giờ ngồi yên được ở nhà quá nửa ngày, thế nào ông ta cũng đi đánh bạc hoặc là nhậu nhẹt gì đó. Khi vừa bước chân vào cổng nhà, hắn nghe trong nhà có tiếng la hét của Mạnh Viễn. Nhớ tới tình trạng của thằng Tiến Ngốc, Quý Đông sợ hãi chạy ngay vào nhà. Cửa phòng cha nuôi không khóa nên hắn tông vào và chứng kiến được cảnh cha nuôi đang dí đầu thằng Mạnh Viễn xuống muốn lột độ nó ra. Cha nuôi rất to con, mà Mạnh Viễn chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi thôi, làm sao chống đỡ được. Quý Đông lao tới xô ông ta ra, kéo Mạnh Viễn giấu ra sau lưng rồi hét lên. Ông làm gì? Đây là lần đầu hắn gọi ông ta bằng ông chứ không phải là cha nuôi. Cha nuôi bị xô một cái, đầu chạm vào tủ nên hơi choáng váng. Thấy đứa con nuôi dám sất sượt, dám xô rồi còn trừng mắt với mình, ông ta tức điên lên, nhào tới đấm vào mặt Quý Đông một cái. Sức ông ta rất lớn, một cú đấm này làm cho Quý Đông say sẩm mặt mày. Ông ta lại điên cuồng đấm đá vào người hắn. Quý Đông tìm cách phản kháng, nếu không có khi hắn sẽ là người tiếp theo bị chôn sau vườn. Mạnh Viễn bên cạnh đã thu hồi hốt hoảng, nó lấy cái gạt tàn đập liên tiếp vào đầu cha nuôi. Cha nuôi vùng tay đối phó, cho nên Quý Đông mới thoát ra khỏi gọng kìm của ông ta. Trong phòng cha nuôi có rất nhiều vũ khí, Quý Đông với lấy một con dao nhọn rồi trực tiếp đâm vào bụng ông ta. Cha nuôi không ngờ hắn dám làm như vậy. Ban nãy ông ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một trận chứ không muốn giết hắn, bởi vì hắn là đứa giỏi giang, kiếm được nhiều tiền nhất cho ông ta. Quý Đông biết nhát dao này đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cha nuôi và hắn. Ông ta giơ tay tán một cái thật mạnh lên đầu hắn, cho gầm lên. Tao giết mày, đồ giống ơn phụ nghĩa. Ông ta nhào tới cái bàn định lấy thứ gì đó chém Quý Đông, thì hắn mau chóng giữ ông ta lại, bồi cho ông ta thêm vài nhát lên người. Nhưng sức con người khi sắp chết rất là mạnh, cha nuôi cuối cùng cũng tóm được một con dao thọc Quý Đông một cái từ sau lưng. Kết thúc, cha nuôi nằm lăn ra nhà chết không nhắm mắt. Quý Đông cũng một thân đầy thương tích, máu từ vết thương tuôn ra xối xả. Hắn nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi. Mạnh Viễn khóc nức nở xoay quanh hắn. Quý Đông ngã sụi lơ ra giữa căn phòng, thậm chí còn đè lên gã cha nuôi kia. Hắn định trăn trối mấy câu, kiểu như bảo Mạnh Viễn chạy đi, cuộc sống sau này ráng mà sống cho tốt, nhưng không sao nói được. Có lẽ trí thông minh và sức mạnh của cả một đời Mạnh Viễn đều được phát huy vào cái lúc này.
nó chạy đi tìm băng sạch quấn quanh vết thương của Quý Đông để cầm máu, rồi cõng hắn ra khỏi căn nhà đó. Nó vừa thấp, sức lại yếu, nên vừa cõng vừa kéo lê Quý Đông trên đường, liên tục vừa gào vừa khóc lên thảm thiết. Ai cứu anh cháu với, cứu anh cháu với, anh cháu sắp chết rồi. Nhà dân ở đây cách rất xa nhau, bởi vì cha nuôi không muốn cho người ta biết trong nhà nuôi một đám trẻ con bụi đời. Mạnh Viễn đi mãi nhưng vẫn không thấy ngôi nhà nào để chạy vào cầu cứu. Có vài chiếc xe chạy ngang qua, nhưng thấy Quý Đông người đầy máu me nên không ai dừng lại giúp đỡ. Đoạn đường này hơi vắng, nếu dừng lại chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Biết đâu là dàn cảnh giết người. Mà giả sử như cái người máu me đầy người kia đã chết rồi thì sao? Sẽ rất lôi thôi với công an. Cho nên suốt một đoạn đường dài, Mạnh Viễn vẫn không đón được chiếc xe nào. Nó cắn răng kéo lê Quý Đông đi, cả người run rẩy, hai chân tựa như muốn quỵ xuống. Cuối cùng có một chiếc xe ba gác dừng lại, bốc cả hai người bọn nó lên đưa vào trong bệnh viện. Chủ xe ba gác là một người tốt, ông ta trả tiền viện phí rồi hỏi thăm tình hình. Mạnh Viễn trong lúc này trong cơn sợ hãi, ai hỏi cái gì nói cái nấy. Cuối cùng người kia gọi cảnh sát tới. Khi vết thương lành lại, Quý Đông bị tống vào trong trại cải tạo thanh thiếu niên. Mạnh Viễn thì đã vào từ trước đó rồi, bởi vì hắn mới 14 tuổi nên không bị truy tố tội hình sự. Vả lại trong trường hợp này cũng xem như giết người tự vệ. Cuộc sống trong trại cải tạo không dễ chịu một chút nào. Ở môi trường xã hội nào cũng phân chia tầng lớp, trong trại cũng như thế. Đám trẻ hư hỏng hoặc bụi đời bị ném vào đây cũng là những thành phần đáng sợ, máu liều cao và không coi ai ra gì. Mặc dù có quản giáo, nhưng khi quản giáo chưa quay lưng đi thì ma cũ bắt nạt ma mới, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu không ít. Vừa hay Quý Đông vừa là ma mới vừa là kẻ yếu, nên số ngày hắn ăn khổ kéo dài triền miên. Đến một ngày không chịu nổi nữa, Quý Đông vung tay đấm tên đại ca tại chỗ này. Hai bên đánh nhau quyết liệt, cuối cùng thì bị phạt cấm túc không cho tắm rửa nguyên một tuần. Trận đánh nhau đó đã dấy lên một cuộc chiến giữa hắn và mấy người đàn anh kia một cách căng thẳng nhất. Nếu như ngày nào hắn không bị đấm thì ngày đó mấy tên kia ăn không ngon, ngủ không yên. Trải qua một thời gian ngắn ngủi, Quý Đông như biến thành một người khác. Hắn không còn là người hòa đồng vui vẻ nữa, mà biến thành một tên lầm lầm lì lì, người lúc nào cũng xù lên. Nếu như ai vô ý đụng phải hắn, thế nào cũng bị đấm vài cái. Hắn giống như một con dã thú bị thương, nhìn đâu cũng không có cảm giác an toàn. Bất kỳ ai đi ngang qua, hắn cũng nghĩ rằng người ta chuẩn bị xuống tay với mình. Việc này xuất phát từ bản năng sinh tồn. Năm 16 tuổi, chiều cao và thân thể đã phát triển như người trưởng thành. Lúc này sức mạnh cũng đã hơn trước rất nhiều. Một ngày nọ, lúc đang tắm, tên đại ca trong trại đi tới cợt nhã, muốn sờ soạn hắn. Quý Đông nổi điên, đè gã ra tẩn cho một trận. Trận đánh này hắn thắng. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm trong trại, hắn đánh thắng gã ta. Cũng từ đó, hắn có chỗ đứng trong trại. Nhưng mà suốt 2 năm qua bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác, tâm lý của hắn đã vặn vẹo từ khi nào. Hắn thích dùng nắm đấm nhiều hơn là lời lẽ. Mạnh Viễn ở dưới trướng của hắn cũng phải nhìn sắc mặt hắn để cư xử. Đến mức ngay cả quản giáo cũng phải sợ hắn. Tên này rất có máu liều, đã từng vài lần đánh quản giáo bò lê bò cạn. Nếu không có người ngăn lại, e rằng đến mấy tên quản giáo bị đấm tới chết rồi đó. Thấy tính cách của hắn quá phản xã hội, ưa bạo lực, nhân viên trong trại mới đệ đơn lên trên xin cách chấn chỉnh lại tâm lý cho hắn. Đó là lần đầu mà Quý Đông gặp bác sĩ Khả. Lúc đó bà đang nghiên cứu để làm luận văn tiến sĩ. Ngoài lấy bằng bác sĩ tâm lý bình thường, bà còn học thêm tâm lý tội phạm thanh thiếu niên. Môi trường như trại cải tạo thanh thiếu niên lúc này thật phù hợp đối với bà. Với kiến thức tâm lý học tội phạm của mình, bác sĩ Khả từ từ kéo Quý Đông từ một tên tâm lý vặn vẹo phản xã hội về lại bản chất nguyên sơ của mình. Bà chính là người đầu tiên mà hắn tôn trọng khi đến với thế giới này, như một người chị gái, cũng là một cô giáo. Cũng lẽ vì vậy, sau khi ra khỏi trại, hắn thường lui tới với bà. Và khi được bà nhờ cậy trong nơm tùy ý, hắn rất vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có chút tác dụng đối với bà.
Quý Đông kể xong quay qua nhìn Tùy Ý. Thế nào? Tùy Ý hơi nhếch khóe môi. Không ngờ số anh cũng thật thảm. Quý Đông bật cười, cho cả hai đều chìm vào im lặng một hồi lâu. Mãi sau hắn mới nói: cậu làm cho tôi rất là cảm động. Tùy Ý khó hiểu nhìn hắn. Thật đó, từ khi sinh ra chỉ có tôi bảo vệ người ta, rồi tự bảo vệ chính mình. Chưa từng có ai bảo vệ tôi cả. Nhưng mà từ khi cậu xuất hiện, hết lần này tới lần khác giúp đỡ tôi. Làm sao không cảm động cho được chứ. Tôi chỉ tiện tay thôi, anh đừng có nghĩ nhiều. Ok, chỉ tiện tay thôi. Im lặng một lát, Quý Đông lại nói tiếp. Tôi cảm động thật đó. Lần này Tùy Ý không nói gì. Hai lỗ tai cậu đỏ lên. Trước giờ chưa ai nói mấy lời này với cậu cả. Nghỉ ngơi một thời gian, Quý Đông không thấy trò chơi xuất hiện. Hắn mừng thầm, nghĩ bụng hay là mình đã hoàn thành xong rồi. Ai ngờ chưa kịp vui mừng bao lâu, thì một ngày nọ chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ kia lại đổ chuông. Người gọi đến đương nhiên là một khách hàng mới. Khách hàng lần này của hắn là một sinh viên của trường đại học. Vụ việc mới xảy ra gần đây, cậu không phải là người có vấn đề, mà là bạn gái của cậu. Chuyện kể ra khá là dài dòng. 4 năm trước, ở trường đại học Z đó, có một nữ sinh tên là Iban. Lúc còn sống, cô từng hẹn hò yêu đương với một nam sinh trong trường. Tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, tưởng là sống chết không rời. Cuối cùng Iban bị người yêu phản bội. Đồng thời lúc đó cô nhận ra bản thân của mình đang mang thai. Tuy nhiên khi đem chuyện này nói lại với nam sinh kia, thì gã ta không chịu trách nhiệm. Không những không chịu trách nhiệm, mà gã còn đi bêu xấu cô là ăn ở với nhiều người, rồi bắt gã phải đổ vỏ. Bạn bè trong lớp nửa tin nửa ngờ, dùng ánh mắt phán xét y bằng. Dù thời đại bây giờ có tiên tiến bao nhiêu, nhưng cái chuyện có thai trước hôn nhân thì người phụ nữ lúc nào cũng bị chê trách dữ dội. Cha mẹ cô biết chuyện đều mắng chửi rất thậm tệ. Họ nói họ không có đứa con gái mất nết như cô. Cuối cùng không chịu nổi áp lực, lại không có tiền sinh con, y ban lựa chọn cách cực đoan nhất là uống thuốc độc tự sát. Từ khi cô chết, phòng cô ở không ai dám ở. Quản lý cũng khóa cửa căn phòng ấy từ ngày ấy cho đến bây giờ. Kể từ khi cô chết đi, tòa ký túc xá bỗng có nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra. Ban đầu có vài người nghe được tiếng nữ sinh khóc giữa đêm khuya. Họ chỉ nghĩ là có ai đó thất tình cho nên khóc vậy thôi, cũng không quan tâm làm gì. Ký túc xá nữ đó mà, không nghe tiếng nữ sinh khóc, chẳng lẽ tiếng nam sinh khóc hay sao? Dần dần thỉnh thoảng họ còn nghe thêm cả tiếng khóc của trẻ con. Rõ ràng ký túc xá là không có trẻ con rồi. Đây là khu biệt lập, xung quanh không có nhà dân, vậy thì tiếng con nít ở đâu ra? Bắt đầu có người sợ hãi, liên tưởng tới cái chết của mẹ con Iban. Có người mạnh dạn buổi tối tới cửa phòng của Iban. Sau khi áp tai vào cánh cửa, cô ta nghe rõ mồn một có tiếng con nít đang vui đùa ở bên trong, còn có tiếng hát tru khe khẽ nữa. Quá sợ hãi, sau khi trở về, cô đổ bệnh nằm liệt giường 3 ngày. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi dần dần mọi người trong ký túc xá bắt đầu thấy có bóng một người con gái váy đỏ đi ngang qua ngang lại ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng có cả tiếng bước chân chạy nhảy của trẻ con nữa. Dần dần mọi người không dám ở đó mà dọn hết ra ngoài. Ngay cả chính bản thân quản lý ký túc xá cũng đôi ba lần nhìn thấy bóng ma hai mẹ con Iban. Cuối cùng, ký túc xá bị bỏ quan bởi vì nó đã xuống cấp. Thời điểm đó nhà trường đang xây một căn ký túc xá ở đối diện. Khi nó hoàn thành, mọi người đều dọn qua bên đó. Và từ đó câu chuyện về bóng ma hai mẹ con Iban cũng dần dần chìm vào trong quên lãng. Sau khi kể xong, cậu sinh viên Nam Thành gãi gãi mũi, ra vẻ ngậm ngùi. Quý Đông nói: rồi sau đó mọi chuyện ra sao? Có liên quan gì tới cậu? Nam Thành đỏ tai. Quy tắc của ký túc xá là nam nữ không được qua lại ký túc xá của nhau. Căn của nam ở phía tây, cô nữ ở phía bắc. Ở giữa có một hàng cây cao chắn ngang, lối đi cũng tách biệt, không chung cổng. Đừng nói là nam sinh, ngay cả quản giáo và bảo vệ nam
cũng không được phép bén mảng tới khu ký túc xá nữ, trừ khi có chuyện gì xảy ra. Nam Thành và một nữ sinh trong ký túc xá yêu nhau, tuổi trẻ tình yêu trực cháy như lửa. Bọn họ cảm thấy mỗi ngày chỉ nắm tay nhau ngồi ở ghế đá công viên thôi là chưa đủ, mà sinh viên nghèo khó không có dư tiền để đi nhà nghỉ với nhau. Hôm đó mà xui quỷ khiến làm sao, Nam Thành đề xuất cả hai có thể đi thử chào tòa nhà ký túc xá bỏ hoang kia. Cô bé nọ là sinh viên năm nhất, từ nhỏ đến lớn sống ở nông thôn, nghe không ít chuyện ma quỷ, cũng từng đi ngang qua nghĩa địa nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp ma. Chuyện ma cỏ trong lời đồn căn bản có 9 phần là không tin được. Vì vậy trong lúc lửa tình bốc cháy, cô đồng ý theo Nam Thành bước vào tòa nhà bên kia. Đời mà, có những kẻ chẳng biết sợ hãi là cái gì. Đây quả là một nơi hẹn hò lý tưởng, bởi không có ai lui tới. Nam Thành dắt bạn gái đi vào, cả hai chọn một căn phòng có giường, bởi vì khi dọn qua khu nhà mới, giường tầng, bàn ghế cũng được mang theo, nên không phải căn phòng nào cũng có giường, mà ổ khóa cũng được mang qua phòng mới để tiết kiệm, cho nên tất cả các phòng đều không bị khóa cửa. Lúc vào trong phòng, Nam Thành cởi áo khoác trải lên giường cho bạn gái ngồi lên. Cả hai không dám bật đèn pin, sợ bảo vệ nhìn thấy, chỉ nương nhờ vào ánh trăng bên ngoài để thấy mặt nhau. Ngồi một lát thì mắt quen dần với bóng tối, bọn họ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Khi trò chuyện được một lát, Nam Thành chuẩn bị hôn xuống môi của bạn gái thì bất chợt cô hét lên kinh hoàng, xô cậu ra. Nam Thành ngã trên đất ngơ ngác không biết có chuyện gì. Hai người bọn họ không phải là chưa hôn nhau bao giờ, bạn gái cậu có cần phản ứng mạnh như vậy hay không? Sau đó, dựa vào ánh sáng ít ỏi, Nam Thành thấy gương mặt bạn gái của mình trắng bạch ra, trạng thái vô cùng hoảng hốt, môi trung trậy không nói nên lời. Cậu vội đứng lên hỏi xem cô ấy có chuyện gì. Cô bạn gái mang theo gương mặt hoảng loạn, nắm chặt tay Nam Thành kéo cậu ra khỏi căn phòng đó. Ra tới cổng, cô vẫn còn hoảng loạn lắm. Nam Thành không hiểu mới hỏi: Em sao vậy? Em nhìn thấy rồi. Hả? Em thấy cái gì? Em nhìn thấy cô gái đó, cô gái mà mọi người hay truyền tay nhau, cô gái váy đỏ đó. Lúc nãy khi môi của Nam Thành chuẩn bị chạm vào cô thì bỗng dưng cô thấy ở phía sau lưng cậu có một cô gái mặt trắng như bôi sáp nhìn cô chăm chăm. Trên tay cô ta còn ẵm theo một đứa bé. Đứa bé đó nhìn cô cười lên sằng sặc một cách đầy quái dị. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả sợ hãi trong đời cô đều tập trung ở lần này. Nam Thành tự nhiên thấy lông tơ sau gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Cậu quay đầu lại nhìn vào tòa nhà kia. Trong bóng đêm u ám, tòa nhà bỏ hoang đã 4 năm bám đầy rêu xanh. Cây cỏ ở đây thậm chí không được cắt tỉa tử tế. Ban ngày nhìn còn tốt, ban đêm nhìn kiểu gì cũng thấy ra là một nơi cho ma ở cả. Nam Thành là người không sợ ma quỷ, không tin tâm linh, bởi nếu sợ thì cậu đã không dắt bạn gái vào cái nơi đó làm gì. Ra khỏi khuôn viên tòa nhà ký túc xá cũ, đến chỗ có ánh sáng sáng sủa hơn, cô bạn gái mới nói: Không phải cô ta mặc váy đỏ, rõ ràng là chiếc váy trắng bị máu nhuộm đỏ đó. Em xác định không nhìn nhầm chứ? Cô bạn gái lắc đầu. Nhìn gương mặt tái mét của cô, Nam Thành chắc chắn là cô không nói dối. Nhưng cũng từ ngày hôm ấy, bóng ma trong lòng cô gái kia quá lớn, khiến cho cô bỏ ăn bỏ ngủ, không dám kể với ai mà đổ bệnh đi. Kể làm sao được? Chẳng lẽ nói với bạn bè là cô và Nam Thành dắt nhau vào cái ký túc xá kia để hẹn hò? Nghe kiểu gì cũng thấy biến thái cả. Quý Đồng hỏi: Nhưng mà sao cậu lại tới tìm tôi? Tôi đâu phải là thầy Pháp chứ. Nam Thành cười. Em cũng không có nói là anh đi trừ ma diệt quỷ gì. Em nghe nói anh rất giỏi dỗ dành người khác. Khách hàng cũ của anh là bạn của em. Em chỉ muốn anh trò chuyện với bạn gái một chút. Dạo này tâm lý cô ấy bất ổn lắm, buổi tối nằm ngủ luôn gặp ác mộng. Cả ngày thì cứ thư thơ thẩn thẩn, 10 ngày mà sụt 4 kg. Nên nếu em biết là có ma thật thì không đợi nào dẫn cô ấy vào trong đó. Sau khi hai bên trao đổi xong, Nam Thành cũng lấy số điện thoại của bạn gái cho Quý Đông. Tiện đi bác sĩ tâm lý thì bọn họ không có,
nhưng trả phí để có thể trò chuyện với Quý Đông thì vẫn có thể thắt lưng buộc bụng được vài lần. Quý Đông nói với cậu lần này mình không nhận tiền. Đây là nhiệm vụ trò chơi đưa ra chứ không phải công việc kiếm cơm, nên hắn không thiết tha chuyện tiền bạc. Lúc hai người rời khỏi quán cà phê ai về nhà nấy thì điện thoại của Quý Đông chợt trung lên. Hắn mở ra xem, thấy nội dung tin nhắn là: trò chơi cuối cùng, nhiệm vụ giúp ma nữ váy trắng siêu thoát, thời hạn 4 ngày. Là trò chơi cuối cùng rồi hay sao? Nói như vậy, xong lần này hắn sẽ thoát khỏi cái trò chơi quỷ sứ này rồi đây. Mọi người vừa nghe xong tập thứ 6 của bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNV. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu đặt bước chân đầu tiên vào cái trò chơi cuối cùng. Cùng chờ xem. Một trò chơi thì nghe nó cũng không có mấy khó khăn hơn những cái thử thách lần trước, nhưng mà biết đâu được. Để chúng ta cùng chờ xem đến cuối cùng thì cái trò chơi tại sao lại, đối với một cái trò chơi như vậy thì tại sao lại là cuối cùng. Cùng đoán xem kết cục vào trưa ngày mai lúc 12 giờ nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày thật an lành.